Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn một bộ hát karaoke gia đình mà trong tầm giá là bình dân mà chất lượng là rất hay, để anh em mình là tham khảo. Trong clip này em giới thiệu cái bộ này là gồm 3 món. Gồm là một đôi loa, một cái mic không dây, một bộ mic không dây và một cái âm ly 506 bãi của Trung Quốc. Những chiếc loa thì anh em có thể biết đến là anh em ở từ trước thôi, từ cái đây khoảng vài tháng thì có mổ ra rồi. Em có mổ ra rồi, loa DMX, loa full, một bát một kèn. Em mổ ra rồi, anh em có thể vào xem lại cái nội thất của nó. Bát 30 một chiếc kèn và mic không dây BBS model K868. Mic không dây đời mới và có chức năng tự ngắt, rất thích hợp để hát karaoke đi. Và cuối cùng là chiếc âm ly 506 bãi của Trung Quốc, một trong những con âm ly mà anh em biết đến là đi rất nhiều ở bên em. Chiếc âm ly thì có trọng lượng là 17 kg và vang dùng vang 50195, vang số cho eco ngọt mềm. Đó là cái gì mà anh em nào đã trải nghiệm con âm ly này đều biết. Và em báo giá sản phẩm luôn cho anh em trong clip ngày hôm nay, và sau khi báo giá thì bên em có test nhạc. Loa DMX giá bán 4 triệu tại nhà, 4 triệu một đôi tại nhà. Chiếc âm ly 506 có giá bán 3 triệu 8 một cái tại nhà. Và bộ mic BBS có giá bán là 2 triệu một bộ tại nhà. Tại vì nó rất là cồng kềnh nên em báo giá tại nhà để cho anh em mình tham khảo. Còn tất nhiên bộ này mà vận chuyển thì chắc chắn là mất tầm khoảng 500-600 ngàn. Đó là như thế, sẽ cho qua đường bưu điện. Còn mic không dây thì em sẽ bật sẵn rồi, em sẽ alo mấy cái cho anh em mình nghe thử. Nó gần mic quá, nếu như mình mở to thì nó sẽ zip. Và nó lo full thì nó là cái tỷ lệ zip là cao hơn những loa lầm như loa BMB, một bát hai kép thì nó đỡ hơn. Đó là thực tế là như vậy, mình không giấu giếm gì cả. Loa full là zip hơn loa thường. 4 4 4 4 4 7 7. Em đang rất gần đây này, em sải tay là gần đấy cái loa rồi. Nếu mà em mở to là nó zip ngay, nó không thể nào mình nói to khủng khiếp được. 1 4 7 1 2 3 4. Với cái vang thì anh em biết đến thì mình có thể chỉnh được cái độ vang nhại ở đây, thời gian đập và độ lập ở đây, zip ít và delay. Đấy, mình vặn ngược lại một tí cho đi delay thấy nó dài hơn này. Dòng 506 thì không chê trách gì về eco cả, quá tuyệt vời. Nhưng những cái dòng âm ly thì một cái điều mà còn thiếu, nhiều anh em có sở trường nghe gì vượt nó chưa làm được. Và em sẽ đặt tiếng nhạc để mời anh em nghe nhé. Bật sẵn rồi, nó nhanh. Bật nhạc mạng thôi. Tắt này. Bật. Đèn có nháy nhá, đèn có nháy đấy ạ. Gọi tên nhau.
thế nào với dòng DMX? Nó được thiết kế theo kiểm âm thùng vắt lệch là để làm loa kiểm âm cho tiếng trống đánh rất ấn tượng. Nếu anh em mình nghe trải thực tế mình qua máy thu thì đôi khi là nó còn không quét được cái dải sâu hơn nữa của cái tiếng trống. Chiếc loa thì cho lời ca sáng rõ ràng và chọn bộ em đã báo giá rồi. Và để được tư vấn hoặc là mua sản phẩm này, anh em có thể gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323. Và em sẽ phát dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Và xin chào các bác.